Thầy Thích Minh Tuệ, 36 tuổi, vào chùa tu 2 năm, đến năm 2018 là thầy 38 tuổi. Thầy bắt đầu gửi chùa đi khất thực cho đến nay là 42 tuổi. Trong 2 năm ở tại chùa, từ năm 2016 đến năm 2018, thầy vẫn có dùng điện thoại, có trang Facebook cá nhân để liên lạc với người thân và gia đình. Thầy vẫn trả lời câu hỏi khi bạn bè hỏi. Vào tháng gần cuối năm 2018, trước khi quyết định đi khất thực, thầy để lại 2 bài đăng cuối cùng trên trang Facebook cá nhân để giải thích cho bạn bè và người thân hiểu vì sao thầy đi khất thực và giải thích thầy thực hành theo lời dạy của Phật Thích Ca như thế nào. Lúc còn ở tại chùa, từ năm 2016 đến năm 2018, thầy nói chuyện với mọi người, thầy xưng hô bằng sư để muốn nói rằng thầy không còn là cư sĩ nữa, thầy đã đi tu. Cuối năm 2018, thầy không dùng Facebook nữa và vứt bỏ luôn điện thoại để lên đường đi khất thực và thực hành theo lời dạy của Phật. Từ đó đến nay là năm 2024, thầy xưng hô là con với mọi người và chúng ta có được thầy Minh Tuệ như bây giờ. Và sau đây là 2 bài đăng cuối cùng trên trang Facebook cá nhân của thầy. Bài viết thứ nhất thầy viết và đăng lên Facebook vào ngày 11 tháng 11 năm 2018. Có nhiều người còn thắc mắc về ta, tại sao lại đi tu? Có bệnh tật gì không? Vì động lực gì vậy? Hay có bị vấn đề gì không? Tâm trí có bị rối loạn thần kinh gì không? Thất tình, không lấy được vợ, thất bại trong công việc, không có việc làm, không làm được mà ăn, hay bị gia đình ruồng bỏ. Những thứ như vậy không đến với ta, mà ta đi tu ở đây trong trạng thái hoàn toàn minh mẫn và tỉnh táo, vì ta bị dục lạc thế gian dẫn dắt và chi phối nên ta phải làm nô lệ cho chúng nên khổ, và từ đó ta bị khổ áp bức. Ta muốn thoát khỏi khổ ách, ta bị sinh già bệnh chết áp bức và chúng chi phối ta. Ta muốn làm chủ sinh già bệnh chết và thoát khỏi sinh già bệnh chết, nên ta đi theo con đường của Đức Phật, học tập sống suốt đời, sống phạm hạnh vô thượng, an ổn, thoát khỏi khổ ách. Sống phạm hạnh đó là cạo bỏ râu tóc, khoác áo cà sa, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, xuất gia tu đạo, sống đời sống thiểu dục tri túc, ít muốn biết đủ, ba y một bát, thực hành khất thực sinh an. Khất thực là nghề hèn hạ nhất thế gian. Ta với cái bát đi chỗ này, đi chỗ khác xin ăn. Còn ở thì ta ở nơi nghĩa địa, bãi tha ma, nghĩa trang liệt sĩ, đền, chùa, miếu quan, khu rừng, đồi núi, nơi gốc cây, nơi bãi đất trống, nơi nhà trống, nhà bỏ hoang, ngoài đồng, những nơi thanh vắng, các bến bãi, công sở. Sống đời sống du tăng khất sĩ, nay đây mai đó, đến nơi nào thuận duyên ta cũng có thể sống lâu dài và khất thực sinh an. Nếu bạn bè và người thân của ta gặp ta khất thực trên đường hay nơi nhà này hay nhà khác xin, cũng đừng thấy vậy mà xấu hổ buồn khổ như vậy. Thời đem lại bất hạnh cho mọi người. Nếu vui vẻ thì bố thí cho ta ít vật thực ăn chay. Ta không nhận tiền vàng bạc hay vật quý. Nếu không bố thí cũng đừng chất vấn làm khó ta. Nếu trong khi ta đang tu học không may bỏ mạng tại nơi nào, mọi người có nhận ra thấy xác chết thì không cần báo cáo ai cả, không cần chôn cất gì, xin cho ít củi thiêu các xác để khỏi ô nhiễm môi trường là được. Bài đăng thứ hai là thầy đăng vào ngày 22 tháng 11 năm 2018. Hôm nay
Sư chia sẻ đôi điều về con đường tu học của mình cho mọi người biết, khỏi thắc mắc sư học đạo gì. Cái mà sư theo học là giáo lý vô thượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Bốn thánh đế: khổ, khổ tập, khổ diệt, khổ diệt đạo. Con đường thánh đạo: tám ngành: chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. 37 phẩm trợ đạo: 5 căn, 5 lực, 4 vô lượng tâm, 4 bất hoại tịnh, 4 chánh căn, 4 niệm xứ, 7 giác chi, 4 như ý túc, lũy duyên khởi, 12 nhân duyên. Đó là toàn bộ những gì sư đang theo học và thực hành để đưa đến khổ diệt. Thầy Minh Tuệ từng nói, thầy chỉ là người học tập, cố gắng sống đúng theo lời Phật dạy. Thầy không nhận làm thầy hay dạy dỗ bất kỳ ai. Khi có người xin đi theo thầy bộ hành về Hà Giang, thầy đáp: nếu thấy an lạc, hạnh phúc thì cứ đi, con không mời cũng không xua đuổi ai cả. Qua một số clip, chúng ta thấy nhiều Phật tử đi theo cung kính, từ người già đến trẻ. Có nhiều thanh niên nam, thanh nữ tú. Thậm chí có clip chúng ta thấy có những anh xăm trổ cũng biết chắp tay niệm A-di-đà-phật, hay những hình ảnh một công an chào hỏi và chắp tay khi nói chuyện, hay một chị quân nhân tìm đến để cúng dường nước. Rất rất nhiều hình ảnh đẹp thể hiện sự gieo duyên hạt giống từ bi đáng trân trọng thai, nhiệm màu thai. Thầy Thích Minh Tuệ đang trở thành hiện tượng lạ trên mạng, đang cho chúng ta thấy là một tấm gương khiến nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng việc các anh em chị YouTuber hay các TikToker tung hô quá chớn, thậm chí đem tâm phân biệt giữa thầy với các vị tu này, vị tu nọ, vô tình khiến thầy bị đố kỵ, ganh ghét, thậm chí có thể khiến thầy gặp nguy hiểm. Chúng ta có nên chăng hãy bảo vệ hiện tượng này bằng cách bớt quẩy gầy, bớt tung hô và cũng bớt so sánh. Tốt hơn hết, chúng ta hãy lặng lẽ học ở thầy những điều tốt đẹp. Qua đây, con xin chúc thầy an lạc, vượt qua mọi chướng ngại, chống thành đạo quả. Hy vọng rằng hạt giống từ bi mãi gieo rắc muôn phương. Ca mâu ni Phật, Nam mô Bổn Sư.
Thôi,
Những đảnh lễ tài là phải cách 1 mét chứ không phải là áp sát người đâu. Ừ. Ai cũng vô lại thì để xin được một cái phước cả nhà. Mọi người tập trung đây rất là đông.